Nay cô bắt đầu Word là một cái phần mềm soạn thảo văn bản và xử lý văn bản cho phép mở và thi hành một lượt nhiều văn bản. Word còn cung cấp rất nhiều tính năng hỗ trợ cho người sử dụng. Thực ra thì khi mình cài đặt Windows, hệ điều hành Windows nó gắn kèm cho mình hai cái phần mềm soạn thảo văn bản. Đó là Notepad là trình soạn thảo văn bản thiết yếu và cơ bản nhất của Windows. Cài đặt hệ điều hành Windows là đã có Notepad rồi. Nhưng mà Notepad thường dùng cho nhân lập trình viên. Người ta ví dụ như người ta có thể viết chương gõ chương trình bằng ngôn ngữ lập trình trong đó, rồi cần một chương trình biên dịch để biên dịch ra mã máy và thực hiện. Còn mình thì ít dùng Notepad ha. Còn Wordpad có nhiều khả năng hơn Notepad vì nó có một trình xử lý văn bản tương tự như Word vậy đó. Nó giống giống như Word, giống giống như Word nhưng nó không hay, không nhiều chức năng như là Microsoft Word. Rồi cô mở hai cái phần mềm này ra cho mình coi nè. Phần mềm này cài đặt Windows là có tìm nè, Notepad. Đây. Và mình có thể gõ vô đó, nhưng mà nó thô sơ lắm. Mình có thể chọn phông chữ, chỉ có phông chữ thôi, định dạng rồi ít lắm ha. Thường lập trình viên hay dùng cái này để lập trình. Rồi. Đó là Notepad, còn Wordpad á thì nó nhiều tính năng xử lý hơn. Wordpad đây, khi cài đặt hệ điều hành Windows là cũng có Wordpad trong đó rồi ha, và giao diện nó hơi giống giống như Microsoft Word nhưng mà nó ít chức năng lắm, nó chỉ có tab Home rồi tab View thôi, cho nên nó không có chuyên nghiệp bằng Microsoft Word, không chuyên nghiệp về soạn thảo và xử lý văn bản như Word. Nhưng mà nếu mình cài hệ điều hành Windows mà không có tiền mua Microsoft Office thì có thể dùng đỡ Wordpad để soạn thảo và đánh máy văn bản, xử lý văn bản cũng được, thô sơ hơn, ít chức năng hơn. Rồi vậy thì mình học Microsoft Word là một phần mềm trong nhóm phần mềm Microsoft Office của công ty nào viết? Microsoft, công ty Microsoft. Và Microsoft Office gồm rất nhiều phần mềm, trong đó có Word dùng để soạn thảo và xử lý văn bản, Excel dùng để tạo những cái bảng tính toán, PowerPoint dùng để tạo những cái bài thuyết trình, và Access dùng lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu. Bốn cái phần mềm đó thông dụng nhất trong Microsoft Office ha. Công ty Microsoft nghĩ là những người làm công tác văn phòng như mình nè, nhất định phải biết Word, Excel, PowerPoint. Lớp 12 thì hình như là Bộ Giáo dục đưa Access vô dạy phải không? Nhưng đầu óc còn ngây thơ lắm, chưa có hiểu, nhưng nó rất hay ha. Rồi, trước khi đi vô Word thì cô nhắc lại. Dữ liệu đưa vào máy thì chia ra hai loại: số đếm đổi thành số nhị phân lưu vào máy, ví dụ như 12 đổi thành nhị phân là 1100 lưu vào máy. Không phải số đếm đều là quy ước, tập hợp các quy ước biểu diễn ký tự gọi là bộ mã hay bảng mã ha. Bảng mã đầu tiên có tên là ASCII, dùng 7 bit để biểu diễn một ký tự với bảng mã ASCII. Rồi sau đó mở rộng lên bảng mã ANSI, dùng 8 bit để biểu diễn một ký tự. Bảng mã ASCII và ANSI không biểu diễn được tiếng Việt. Cho nên trước khi có bảng mã Unicode biểu diễn được tiếng Việt thì Việt Nam mình có hai bảng mã mà miền Nam mình hay dùng là VNI Window, miền Bắc hay dùng là TCVN3 ABC, dùng để gõ văn bản in ra trước khi có bảng mã Unicode ha. Cho nên trước khi mình gõ mình phải coi thử coi
Trên bàn phím không có cái phím tiếng Việt, cho nên muốn gõ tiếng Việt phải có chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt. À, trước đây thì hay dùng Unikey, Vietkey, còn bây giờ thì Unikey thông dụng hơn. Lên Google tìm, tải về là có miễn phí. Rồi, trước khi gõ tiếng Việt thì coi thử coi dưới thanh taskbar đã có Unikey hay không. Nè, biểu tượng của Unikey. Nếu mà cái biểu tượng Unikey là chữ E màu xanh thì mình cũng không gõ được tiếng Việt. Lít chuột trái vào đó một cái, nó thành chữ V thì mới gõ được tiếng Việt. Rồi có Unikey rồi thì mình phải chọn bản mã trước khi gõ. Lít chuột phải vào đây, nó có những bản mã thông dụng nè, Unicode dựng sẵn, TCVN3, ABC. Trước khi có Unicode có cái này. Rồi Vernier Window, bản mã biểu diễn được tiếng Việt, hai cái này trước khi có Unicode. À, bây giờ đi làm thì gõ bằng bản mã Unicode, lên internet, email sử dụng bản mã Unicode. Còn cái kiểu gõ chỉ là thói quen thôi. Mỗi bản mã có các phông chữ. Ví dụ như nếu mà chọn bản mã Unicode dựng sẵn thì phải dùng các phông chữ Times New Roman, Arial, Tahoma. Còn nếu chọn bản mã Vernier Window thì mình có rất nhiều phông chữ đẹp. Ví dụ như Vernier Thư Pháp, Vernier Ông Đồ, Vernier Thanh Cao, in những cái thiệp chúc Tết, in những cái thiệp cưới rất đẹp ha. Và nó chỉ dùng ở Việt Nam thôi. Nhớ chọn bản mã trước khi gõ. Còn cách gõ Vernier hoặc cách gõ Telex thì là thói quen thôi. Vernier một sắc hai quyền, ba hỏi bốn ngã năm nạn. Còn Telex gõ như gõ điện thoại vậy đó. Cô thường gõ trên máy tính, cô gõ bằng kiểu Vernier. Tại sao? Nếu cô gõ bằng Telex á, cái cô gõ hàm if chẳng hạn, y f cái nó bỏ dấu quyền, cô rất là mất công. Cho nên trên máy tính cô thường gõ kiểu Vernier. Trên điện thoại cô gõ kiểu Telex. Rồi nhắc nè, trước khi gõ văn bản trong Word thì tạo folder tên mình trong ổ đĩa giáo viên hoặc cán bộ coi thi yêu cầu. Nhớ lưu trong chỗ nào cán bộ coi thi hoặc giáo viên yêu cầu thì nó mới còn. Còn những chỗ khác người ta đóng băng, khi tắt máy nó mất hết nha. Trong thư mục đó tạo file Word tên mình. Rồi nhớ là tên file, tên folder không nên, tức là nó không cấm, nhưng mà không nên bỏ dấu tiếng Việt. Nếu đi thi á, bỏ dấu tiếng Việt nhiều khi những cái phần mềm mà thu bài nó lại không thu những cái tên có dấu tiếng Việt. Hoặc ví dụ như lập trình C mà bỏ dấu tiếng Việt là nó không chạy ha. Cho nên tên file, tên folder không nên bỏ dấu tiếng Việt. Rồi xem dưới taskbar Unikey có mở chưa. Unikey là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt trên máy tính. Nếu nó mở rồi thì coi nó có tiếng Việt chưa. Chữ V màu đỏ, phần mềm Unikey hiện lên chữ V màu đỏ, gõ được tiếng Việt. Còn nếu phần mềm Unikey nó hiện lên chữ E màu xanh là English thì mình không gõ được tiếng Việt. Phải lít chuột trái vào đó. Đây, Unikey của cô có rồi. Còn nếu chưa có thì cô có thể tìm đây. Chỉ cần gõ U-N-I-K chạy nó là nó ở dưới tab 3 đây ha. Rồi mở ra coi, nếu chữ E như thế này thì chỉ gõ tiếng Anh thôi, English. Lít chuột trái vào nó lần nữa, hiện lên chữ V màu đỏ, có thể gõ được tiếng Việt. Rồi lít chuột phải vào Unikey để chọn bản mã. Bản mã nào phải đi đôi với phông chữ đó. Rồi bây giờ khởi động Word. Rồi khi mình khởi động Word thì màn hình của Word thì lớp mình chắc là quen thuộc rồi. Từ cấp 2 đã sử dụng Word được rồi đúng không? Thậm chí lớp 1 mà mẹ mở máy lên cho thì trên bàn phím có phím nào mình gõ cũng được rồi đúng không? Nhưng mà Microsoft có cái ý đồ, tức là em bé cũng sử dụng Word,
học sinh phổ thông cũng sử dụng Word, sinh viên đại học sử dụng Word ở trình độ cao hơn ha. Vậy thì màn hình Word gồm ribbon. Ribbon có các tab, ví dụ như tab Home. Tab Home chứa các lệnh định dạng thường dùng. Tab Insert, các tab này mỗi tab có một cái tên, và cái tên đó biểu thị cái lệnh trong đó là cái gì. Ví dụ như Insert thì chứa những lệnh chèn vào trong văn bản. Bay Layout chứa những lệnh về trang in, reference, vân vân. Rồi Tab View chứa các lệnh về xem màn hình như thế nào và mở cái nào ra, show cái nào ra, vân vân. Đó, đây là những cái tab. Cái này có thể ẩn nó đi bằng cách nhấp đuôi vào nó. Nhấp đuôi vào nó ẩn đi. Nhấp một cái nó hiện ra để mình làm một lần thôi. Muốn mở nó ra luôn thì nhấp đuôi vào nó. Hoặc là chỗ này nè, ha, chỗ này cũng được, đó. Rồi khi mình khởi động Word thì có một phông chữ luôn luôn áp dụng cho cái văn bản của mình. Chưa làm gì hết, phông chữ đó nó áp dụng cho cái văn bản đó. Cái đó gọi là phông chữ mặc định. Ví dụ cô khởi động Word của cô đây. Cô khởi động Word thì phông chữ mặc định của cô là Calibri Body. Đây là phông chữ mặc định ha. Cô muốn dùng phông chữ khác thì cô phải chọn đây. Chọn đây phông chữ Times New Roman chẳng hạn, rồi cô gõ thì nó mới hiện ra tiếng Việt ha ha. Nhưng mà cứ mỗi lần khởi động Word, rồi giả sử như đi làm thì người ta hay dùng phông chữ Times New Roman, mà cứ mỗi lần khởi động Word tạo tập tin mới thì nó đều là phông chữ Calibri Body. Vậy thì mình biểu nó khi mình mở tập tin mới, tạo tập tin mới thì áp dụng phông chữ Times New Roman này cho mình. Bây giờ thay đổi phông chữ mặc định bằng cách nào? Nếu bây giờ mà cô chọn ở đây, cô chọn phông chữ nào đó thì nó chỉ áp dụng tại điểm chèn của cô mà thôi. Cái nhấp nháy trên màn hình này nè, cô gọi là điểm chèn hoặc là con nhái ha. Nè, phông chữ này áp dụng tại chỗ nhấp nháy đó thôi, rồi cô gõ thì nó đi theo thôi ha. Muốn chọn phông chữ mặc định thì mở hộp thoại phông ra. Trong một cái tab nó có nhiều nhóm, ví dụ nhóm clipboard, nhóm phông. Bấm vào cái mũi tên này nè, click chuột trái vào nó mở hộp thoại. Mỗi hộp thoại có tên phông. Hộp thoại này có tên là hộp thoại phông. Và trong hộp thoại phông mình chọn phông chữ. Ví dụ cô chọn cỡ chữ 18. Rồi, nếu cô bấm OK thì tương tự như cô chọn phông chữ và cỡ chữ ở đây. Bây giờ trên những cái hộp thoại của Word, nếu thấy nút Set as Default, mình ấn vào đó, nó hiện ra một cái hộp thoại nhỏ hơn. Bạn muốn phông chữ Times New Roman cỡ chữ 18 cho văn bản này thôi hay sao? Hoặc là tất cả những văn bản theo sau, tất cả những văn bản dựa trên normal.dm. Phần mềm Word có một tập tin gọi là tập tin normal.dm, lưu tất cả những định dạng mặc định vào trong đó. Khi mình tạo một tập tin mới hoặc khi mình khởi động Word thì nó mang tất cả những định dạng mặc định ra đây, từ normal.dm ra đây ha. Nếu mà cô chọn ở trên là cái phông chữ mặc định này chỉ dùng cho tập tin này thôi. Một tập tin Word được gọi là một document. Còn nếu cô chọn cái dưới, nó sẽ lưu vào tập tin normal.dm. Và khi mình tạo tập tin mới, nó luôn áp dụng cái định dạng mặc định trong normal.dm. Vậy bây giờ nếu cô lưu cái dưới OK ha. Bây giờ nếu cô đóng Word, không cần lưu tập tin đó, cô khởi động Word thì phông chữ mặc định của cô là Times New Roman 18. Còn nếu mình đi làm, thường là đi làm cơ quan á, thì hàng người ta hay dùng Times New Roman 13, thì mình chọn cỡ chữ 13 ha. Rồi, trong
phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unikey. Nó có chức năng chuyển mã Libbo là sao? Ví dụ mình lỡ mình gõ một cái bài thơ, mình gõ bài thơ bằng bản mã Unicode, nhưng bây giờ muốn in bài thơ ra cái thiệp chúc Tết để gửi tặng bạn bè mà muốn in với phông chữ VNI thư pháp, phải không? Vậy thì cái bản mã Unicode nó không dùng được phông chữ VNI thư pháp, không cần phải gõ lại, dùng Unikey chuyển mã Libbo, copy cái đoạn văn bản mà mình đã gõ bằng bản mã Unicode đó, bỏ vô Libbo bằng cách bấm Ctrl C, xong rồi ấn Ctrl Shift F6 để mở hộp thoại Unikey Toolkit. Đây, ấn một lượt Ctrl Shift F6, nó sẽ mở hộp thoại này nè. Hộp thoại này gọi là hộp thoại Unikey Toolkit. Ở trên này có bản mã nguồn, từ bản mã nào chuyển sang bản mã đích là bản mã nào. Và chỗ này quan sát coi chuyển mã Libbo được đánh dấu chưa. Thường thì nó đánh dấu rồi. Rồi mình bấm nút chuyển mã là trong Libbo sẽ từ bản mã này sang bản mã khác. Ví dụ mình đang gõ Word, ví dụ như chữ R trong Unicode nó như thế này, thì sau khi chuyển mã Libbo thành bản mã Vlibro video thì chữ R của mình nó sẽ được lưu như thế này nhé. Mới dùng được những phông chữ Vlibro video. Rồi cô ví dụ đây, ví dụ cô gõ một bài thơ, bài thơ này cô gõ bằng bản mã Unicode ha, phông chữ Tamil Roman 18. Bây giờ cô muốn dùng phông chữ VNI Plus chẳng hạn, cô chọn VNI Plus thì nó có hiện ra được tiếng Việt không? Không, bản mã nào phải đi đôi với phông chữ đó, cho nên không hiện được tiếng Việt. Cô phải trở về đúng phông chữ của bản mã đó là Tham Ni Rô Măng hoặc Tahoma hoặc Erio nhân dân. Rồi bây giờ cô muốn đổi những cái câu thơ này nè từ bản mã Unicode sang bản mã Vini Window thì cô chọn nó, chọn nó xong rồi Ctrl C cho nó vô Libbo. Libbo là vùng nhớ tạm thời lưu trữ những cái mình Ctrl C copy hoặc Ctrl X cut hoặc chụp hình màn hình. Khi mình làm những động tác đó thì nó lưu cái đối tượng đó vào trong Libbo. Rồi bây giờ dùng công cụ chuyển mã Libbo của Unikey bằng cách click chuột phải, ấn công cụ phím tắt là Ctrl Shift F6, nó sẽ mở ra hộp thoại này nè, hộp thoại Unikey Toolkit. Bây giờ từ nguồn là Unicode, cô đổi sang bản mã đích là VNI Window, chuyển mã Libbo được ấn rồi. Bây giờ cô bấm nút chuyển mã, cái nó thông báo là đã chuyển mã Libbo thành công rồi đó. Cô OK và cô đóng này lại. Vậy bây giờ trong Libbo của cô sẽ có bốn câu thơ này mà ở bản mã VNI Window. Muốn mang Libbo ra thì cô click chuột phải Back hoặc Ctrl V. Và nó cũng thông minh lắm, ở trên này dùng phông chữ Tahoma, ở dưới này dùng phông chữ VNI Have, HLV gì đó ha. Nè, cái này giống giống cái này nhưng nó là hai phông chữ của hai bản mã khác nhau. Và cái dưới này thì cô có thể dùng phông chữ VNI già nào cũng được, ví dụ VNI Plus đó.
hiện ra tiếng Việt rõ ràng. Còn ở trên này là của Unicode, cô dùng phông chữ Vernaibrus là nó không hiện ra được tiếng Việt. Đó là công cụ chuyển mã Lipboard cũng rất hữu ích. Giả sử mình đi làm mà mình lỡ mình gõ một cái công văn dài 3 trang mà bằng bản mã Vernier Windows, em mới sực nhớ lại không được dùng bản mã Vernier Windows, thì chọn hết cái văn bản đó bằng cách bấm nút gì Ctrl A chọn hết nó, xong rồi bấm Ctrl C cho nó vô Lipboard, xong rồi mở công cụ của Unity Toolkit hoặc ấn nút Ctrl Shift F6 mở và đổi từ VNI Windows sang Unicode, rồi bát nó qua ha. Ctrl V để bát từ Lipboard ra. Cô nói và hiểu không các đồng chí? Trong Word, trong PowerPoint, trong Excel thì Clipboard nó có đến 24 vùng. Nè, tab Home có nhóm Clipboard. Bấm vào đây, trong nhóm Clipboard có những lệnh thường dùng là copy, cut, paste, format enter. Bấm chỗ này để mở hộp thoại Clipboard. Và hộp thoại Clipboard nó sẽ có đến 24 vùng ha. Nếu mà ví dụ bây giờ trong Clipboard của cô có 4 câu thơ ở bản mã Vernier Windows ha. Nếu bây giờ cô chọn câu thơ là em không nghe mùa thu, cô copy thì đây nè, nó vô trong Clipboard nó ở mà nó có 24 vùng Clipboard. Cái nào mới nhất nó để lên trên, và khi mình Ctrl V thì nó mang cái mới nhất ra, mặc định mang cái mới nhất ra. Mình muốn mang cái cũ hơn thì mở hộp thoại Clipboard ra, hai của 24 Clipboard nè ha, và chọn cái này và bát nó vô thì bát 4 câu thơ ở bản mã Vernier Windows. Đó là Clipboard của Word. Excel cũng vậy, PowerPoint cũng vậy. Còn trong Windows thì Clipboard có một vùng thôi. Trong hệ điều hành, trong cái Windows Explorer, ví dụ như cô chọn một cái đối tượng nào đó, bài tập Word dữ liệu này nè, cô bấm Ctrl C. Bây giờ thì bài tập Word 1 dữ liệu nằm trong Clipboard rồi đó, nó chỉ có một Clipboard thôi ha. Còn trong Word, Excel, PowerPoint nó có đến 24 vùng của 24 Clipboard. Rồi, cô bấm Ctrl V, nó mang Clipboard ra. Đó, Clipboard là vùng nhớ tạm thời nằm ở đâu? Trong bộ nhớ nào? Bộ nhớ RAM. Trong bộ nhớ RAM, mình chọn nó, chọn một cái đối tượng nào đó, Ctrl C, nó vô Clipboard nó ở, và ở đây vẫn còn. Còn nếu mình chọn đối tượng này mà mình Ctrl X thì trong Clipboard nó có, ngoài này nó xóa ha. Di chuyển, nếu muốn di chuyển thì Ctrl X cut, xong rồi paste như bình thường. Rồi, để nắm vững Word thì mình phải hiểu những cái khái niệm này nè. Đầu tiên là character, dịch ra là ký tự, là một chữ, một số hay một dấu bất kỳ được gõ từ bàn phím ngoại trừ các phím chức năng. Định nghĩa sâu xa hơn thì có 3 loại ký tự. Trên bàn phím, phím nào mà gõ nó ra chữ. Ví dụ trên bàn phím, phím nào mình gõ nó ra chữ, nó ra hiện ra trên màn hình thì gọi là ký tự in được. Còn những cái phím nào mà mình gõ nó không ra chữ, ví dụ phím tab thanh ngang, spacebar đó, enter, shift enter, những cái này gõ nó không hiện lên trên màn hình thì những cái này gọi là ký tự không in được, hay còn gọi là ký tự điều khiển. Để ẩn hoặc hiện ký tự điều khiển hay là ký tự không in được
trên tab Home có cái nút này nè. Nút này phím tắt là Ctrl dấu sao. Cho nên đôi khi mình soạn văn bản cái mình bấm nhầm Ctrl sao, cái nó hiện ra lung tung như thế này. Sợ quá. Cô ơi, văn bản của cô, tập tin của em hư rồi. Không phải hư. Đó là mình bấm nhầm Ctrl dấu sao hay gì đó. Em vô đây nè, ha. Ẩn hoặc hiện ký tự không in được, bấm lần tắt ký tự không in được, bấm lần mở ký tự không in được. Ký tự không in được. Còn trên này ký tự mà gõ nó ra chữ thì gọi là ký tự in được, ra chữ, ra số, ra cái gì đó. Đây là phím tab. Phím tab mà thầy cô chấm bài Word thường mở ký tự không in được ra xem. Coi thử coi mình định dạng tab stop có đúng hay chưa ha. Đây là phím tab. Mũi tên như thế này là phím tab nè. Còn chấm chấm như thế này là spacebar, là thanh ngang á, thẳng cắng. Còn cái biểu tượng như thế này là phím Enter. Biểu tượng như thế này là phím Shift Enter. Bấm một lúc Shift cộng Enter. Rồi đó là ký tự in được, ký tự không in được. Còn một loại ký tự nữa là ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt này không gõ từ bàn phím được mà phải chèn nó vô ha. À, ký tự đặc biệt phải chèn vô bằng lệnh Insert Symbol. Đây là những ký tự đặc biệt mà cô thường dùng gần đây. Còn các bạn muốn tìm những ký tự đặc biệt trong bài thi hoặc trong bài tập của cô, mở hộp thoại More Symbol. Nếu đây nó có sẵn thì chọn. Ví dụ có sẵn chọn ha. Chọn cửa sổ, nó chèn vô cái cửa sổ. Nó là ký tự mà là ký tự đặc biệt. Còn nếu không thì More Symbol trong những cái màn hình máy tính. Ở trên này những cái biểu tượng click vào đó là nó áp dụng ngay thôi, là nó dùng ngay thôi. Còn cuối cùng nó có cái chữ gì đó rồi dấu ba chấm. Có nghĩa là mình click vào đó sẽ mở một cái hộp thoại mà mình có nhiều cái lựa chọn để mình chọn lựa hơn ha. À, giống như mình đi vô siêu thị nó rất rất nhiều lựa chọn, còn đi cái chợ nhỏ nhỏ thì nó ít lựa chọn vậy đó. Mở cái này nhiều lựa chọn hơn. Rồi trong cái hộp thoại này thì nó có phông symbol, phông chỗ này nè, symbol chỗ này có phông, thì các bạn chọn phông Windin hoặc Windin 2 hoặc Webin hoặc Windin 2 hoặc Windin 3 hoặc symbol thì nó mới có những ký tự đặc biệt. Còn nếu chọn những cái phông chữ bình thường nó không có ký tự đặc biệt ha, là cái phông chữ bình thường thôi. Cho nên muốn tìm những ký tự đặc biệt mình chọn phông symbol. Có những ký tự này nè, hoặc phông Windin. Có những ký tự đặc biệt này nè, hoặc phông Windin 2. Có những ký tự đặc biệt này nè, hoặc phông Windin 3. Có những ký tự đặc biệt này, tùy vào cái bài thi hoặc cái bài tập mà tìm nó trong những cái phông chữ của ký tự đặc biệt đó ha. Rồi ví dụ cô chọn phông Windin, cô muốn chèn vô bàn tay 5 ngón Insert. Cô muốn chèn vô bàn tay cầm viết Insert. Rồi à, rồi giả sử như có một cái ký tự đặc biệt nào đó mà mình rất thường dùng, mà cứ mỗi lần dùng nó lại mở cái Insert Symbol rồi tìm mất công quá. Cho nên ví dụ như bây giờ cô rất thường dùng cái điện thoại. Cái điện thoại này nè, cô rất thường dùng cái điện thoại, thì cô có thể tạo shortcut key. Shortcut key là phím tắt, bấm vào đây để tạo shortcut key và ấn new shortcut key. À, ví dụ như shortcut key thường là cô bấm, ví dụ như cô bấm Ctrl D ha, rồi cô gán
khơ lên khi control đi. Rồi cô đóng lại, cô đóng lại. Bây giờ cô muốn chèn vô cái điện thoại chỉ cần control đi ha. Đó là shortcut key, control đi, control đi. Trước khi mà cô gắn control đi cho cái điện thoại thì hình như là Word nó gắn control đi cho kẻ đường gạch dưới đường đôi double. Thế nhưng nó ưu tiên cho khách hàng. Thấy cô khách hàng này dùng control D để chèn điện thoại thì thôi cho khách hàng dùng, khách hàng là thượng đế ha. Bây giờ muốn xóa phím tắt của điện thoại thì mình cũng vô chỗ đó symbol rồi chọn cái điện thoại, mở shortcut key. Shortcut key là control D nè, mở shortcut key và chọn control D, remove là bỏ đi. Bây giờ thì bấm control D, nó không có chèn điện thoại vô mà nó mở ra hộp thoại phong chứ nè. Control D mở ra hộp thoại phong ha. Rồi cô đã định nghĩa ký tự là cái gì và có ba loại ký tự: ký tự in được, ký tự không in được và ký tự đặc biệt ha. Rồi bây giờ cô định nghĩa một cái nữa, word là gì? Word là một cái từ, dịch ra là một cái từ, là một nhóm ký tự liên, ký tự in được xếp liên tiếp nhau. Giữa hai từ phải có ít nhất một khoảng trắng hoặc tab hoặc enter nào đó ha. Ví dụ như cái dòng chữ màu đỏ này nè, có 5 từ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 từ, 5 word đó. Ha. Cái này là từ, để chọn một từ mình chỉ nhấp đôi vào từ đó là được, nhấp đôi vào từ đó. Ví dụ trong Word nè, đây ha, cô muốn chọn từ không, nhấp đôi vào từ không. Chọn từ nghe, nhấp đôi vào từ nghe. Đó. Rồi bây giờ sentence dịch ra là câu, là tập hợp của một hoặc nhiều từ kết thúc bằng dấu chấm hoặc chấm hỏi hoặc chấm than. Mình có cái lệnh viết qua đầu câu à, thì câu sentence là như vậy nè, là tập hợp của nhiều từ, mỗi câu kết hợp kết thúc bằng chấm hoặc chấm hỏi hoặc chấm than. Rồi cô có một cái định nghĩa nữa là paragraph. Paragraph là một đoạn được kết thúc bằng phím enter. Nhớ những cái định nghĩa này nha. Một paragraph là một đoạn được kết thúc bằng phím enter. Thường khi mình bấm enter nó xuống dòng và nó kết thúc cái đoạn trên. Còn khi mình bấm shift enter nó cũng xuống dòng nhưng không kết thúc một đoạn thì nó không phải là một paragraph ha. Ví dụ mấy câu thơ của cô đây, mở ký tự không in được ra xem thì chỗ này shift enter xuống dòng nhưng không kết thúc đoạn, shift enter chỗ này mới enter. Vậy thì bốn câu thơ này là mấy paragraph? Mấy? Có một thôi phải không? Một paragraph là một đoạn kết thúc bằng phím enter. Rồi chỗ này cũng nè, để chọn paragraph nhấp đôi ngoài này, chọn paragraph. Thôi cô xóa này đi nha, cô copy thành cái nữa nha, cô bát nó xuống đây nha. Vậy thì tám câu thơ này của cô chỉ có hai paragraph thôi ha. Dĩa này cô tô màu khác đi đó. Vậy thì paragraph là như thế, nhớ nha, một đoạn kết thúc bằng phím enter. Còn mình thấy cái này nè, shift enter xuống dòng nhưng nó không kết thúc một đoạn, và chọn một dòng thì list một cái ngoài cái ngoài trường ngoài này nè, cái lề trái nó gọi là selection area, cái vùng để chọn. Chọn một dòng list một cái, chọn một đoạn list hai cái
chọn một đoạn, clip hai cái, đó, kết thúc bằng phím Enter đó. Rồi vậy biết ký tự đoạn là cái gì rồi. Chú ý khi soạn văn bản trước các dấu ngắt như là chấm, chấm hỏi, chấm phẩy, ba chấm, hai chấm, chấm hỏi, chấm than, không có khoảng trắng, và sau các dấu này phải có khoảng trắng nếu có ký tự tiếp theo sau nó. Nó gọi là, nói ngắn gọn là không cách trước, có cách sau, để làm gì? Ví dụ như mình viết vậy nè, em nghe phong mùa thu, cái bây giờ cô muốn phẩy để cô xuống dòng, nhưng mà cô phẩy khoảng trắng rồi cô mới phẩy, rồi cái chữ lá nè cô viết dính đây không có khoảng trắng, nếu nó rơi vào cuối dòng nó sẽ mang luôn dấu phẩy chữ lá này xuống dưới đầu dòng dưới, kỳ không? Kỳ. Cho nên không được gõ như thế này, mà phải gõ như thế nào? Phải gõ là không cắt trước, có cắt sau, chữ thu, rồi dấu phẩy liền cho đó, đằng sau này một khoảng trắng, rồi mới gõ chữ lá. Thì nếu lỡ nó rơi ở, nếu lỡ nó rơi ở cuối dòng, nó chỉ mang chữ lá này xuống đầu dòng mà thôi. Đi làm gõ công văn mà cứ gõ có cách trước không cách sau, nó mang tùm lum vậy, chừng giám đốc trừ lương đuổi việc. Nhớ chưa? Nhớ, gõ văn bản thì không cách trước, có cách sau nếu có ký tự tiếp theo sau nó, để nó khi nó rơi vào trường hợp xuống dòng thì nó không mang những dấu cắt này xuống dòng. Còn nếu nó mang là nó mang nguyên cái từ trước dấu cắt đó ha. Rồi gõ bài thi Word. Đối với bài thực hành Word mà bài thực hành Word nó ngắn thì nên gõ thô trước, chứ đừng có vừa gõ vừa định dạng. Khi mình gõ vừa gõ vừa định dạng, nó mang cái định dạng theo sau, là mình mắc công sửa là định dạng lắm. Bởi vậy cho nên gõ bài thực hành ngắn của Word thì gõ thô trước, định dạng sau. Ký tự này nói rồi, ký tự bình thường hay là ký tự in được, ký tự điều khiển hay là ký tự không in được, ký tự đặc biệt dàn bằng lệnh symbol. Chú ý này nói mới nói rồi luôn, tại nó tại muốn nhớ cho nên cứ nhắc hoài. Rồi ký tự đặc biệt nói rồi luôn. Rồi phím xóa, coi vậy á, chứ ví dụ này nha, các bạn ít có biết dùng phím delete này lắm. Phím delete là xóa ký tự bên phải điểm chèn, backspace là xóa ký tự bên trái điểm chèn. Kết hợp control với phím thì nó xóa nguyên từ. Hồi nãy cô định nghĩa từ là cái gì rồi đó. Từ là những ký tự in được xếp liên tiếp nhau, giữa hai từ phải có ít nhất một khoảng trắng. Rồi ví dụ, ví dụ nha, coi vậy á, chớ coi vậy á, nhiều khi biểu xóa làm một cách ngây ngô, tức cười lắm. Ví dụ cô có, giả sử cô gõ nhầm cái có chữ M ngay chỗ này, chữ M ngay chỗ này ha. Cái bây giờ cô đang đứng đây nè, cô biểu xóa chữ M đi, cô đứng đây nè, thì điểm chèn cô trước chữ M, thay vì dùng phím delete xóa ký tự bên phải chữ M, đúng không, thì lại không dùng, mà ve xe đi tới, chạy tới, xong rồi bắt bay ve xe. Các bạn thường làm vậy á, phải không? Các bạn hay làm vậy, các bạn dùng bắt bay thôi, các bạn không biết dùng phím delete. Phím delete là phím xóa ký tự bên phải điểm chèn. Nè, bên phải điểm chèn là chữ M, delete, xóa chữ M. Bên phải điểm chèn là chữ O, xóa, delete, xóa chữ O. Bên phải điểm chèn là chữ N, xóa, delete, chữ N. Kết hợp Control, delete sẽ xóa nguyên từ. Control, delete xóa nguyên từ bên phải điểm chèn.
hen. Cô ở đây, cô bấm Control Backspace, xóa nguyên từ bên trái điểm chèn. Ha ha. Cô đứng ra chữ nghe, Control Backspace, xóa nguyên từ bên trái điểm chèn. Đó. À, khi mà cô định dạng như thế này nè, giả sử cô tô màu rồi cô định dạng đủ thứ, bây giờ để trở về phông chữ mặc định, cô chỉ việc xóa định dạng trở về phông chữ mặc định là Times New Roman 18 ha. Chọn xóa định dạng cục gom clear formatting, xóa định dạng sẽ trở về phông chữ mặc định. Và phím tắt của xóa định dạng là Ctrl thanh ngang. Ví dụ đây, Ctrl thanh ngang, xóa định dạng trở về phông chữ mặc định ha. Rồi, có rất nhiều phím tắt, nhưng cô chỉ muốn nhắc cái này thôi. Các bạn đọc tài liệu nha, rất nhiều phím tắt ở trong tài liệu hoặc là trên mạng mênh mông. À, ví dụ như phím tắt của Excel, phím tắt của Word, nhưng nhớ nhiều quá cũng mệt ha. À, Microsoft á, muốn cho mình thuận tiện, cho nên những cái lệnh nào thường dùng thì nó có để trên ribbon và nó có phím tắt và nó đủ chỗ hết. Tiện tay chỗ nào dùng chỗ đấy. Ví dụ như mình có cái nhà lầu 5 tầng, cái mình rất thường dùng cái kéo. Không lẽ mình để kéo dưới nhà bếp mà đang ở tầng 5 phải chạy xuống lấy mệt quá. Cho nên sắm 5 cái kéo bỏ ở 5 tầng lầu. Thì đối với phần mềm Microsoft Word, phần mềm Microsoft nói chung, Microsoft Office nói chung, nó cũng vậy đó. Những cái lệnh nào thường dùng nó để rất nhiều chỗ để mình có thể dùng nó cho tiện. Rồi bây giờ gõ văn bản thô trong Word, gõ xong rồi mình sẽ định dạng nó theo bài tập hoặc theo đề thi. Định dạng thì có hai loại định dạng, thực ra có ba loại đó ha. Có hai loại định dạng ký tự hợp thoại phong chứa tất cả các lệnh định dạng ký tự. Ngoài ra những lệnh định dạng ký tự nào thường dùng thì tròn nằm trong nhóm phong của tác hôm. Còn định dạng paragraph hay đoạn hợp thoại paragraph nằm trong nhóm paragraph của tác hôm, chứa hầu như tất cả các lệnh định dạng paragraph. Ngoài ra những cái nào thường dùng còn nó còn để trong nhóm paragraph hoặc là có thể dùng cây thước để định dạng paragraph. Cái nào thường dùng nó để nhiều chỗ ha. Rồi, nói đây. Rồi. Ví dụ tác hôm nhóm phong chứa các lệnh định dạng ký tự thường dùng. Thường dùng nó để đây nè. Ngoài ra lệnh nào ít dùng phải mở hộp thoại phong. Hộp thoại phong chứa tất cả các lệnh định dạng ký tự thường dùng cũng có, ít dùng cũng có. Và hộp thoại phong nó có hai cái tab, tab phong và tab advanced. Tab advanced ít dùng ha, những cái lệnh này nè. Trong cái bài tập 1 mà cô cho có chỗ dùng những cái lệnh trong tab advanced này đây. Ví dụ như thay đổi scale 100 ha, rồi spacing khoảng cách giữa các ký tự, position vị trí của ký tự đưa lên hoặc đưa xuống. Đó, những cái lệnh này ít dùng cho nên trong nhóm phong này không có, phải mở hộp thoại ra mới có. Định dạng paragraph là định dạng đoạn. Các lệnh định dạng đoạn thường dùng để đây, ít dùng phải tìm trong paragraph mới có. Hộp thoại paragraph cũng có hai cái tab, indent and spacing, line and break ha. Mấy cái này ở cái nhóm paragraph không có, tại vì nó ít dùng, mở này ra mới có. Rồi,
Chương trình nhập môn công nghệ thông tin từ khóa mới như thế này nè, thì người ta lại cho định dạng theo style, theo style. Style là tập hợp nhiều định dạng gom vô và đặt cái tên. Muốn áp dụng style nào, chỉ việc list. Nếu mà định dạng ký tự thì bôi đen ký tự và list trên nó áp dụng định dạng đó. Còn nếu định dạng đoạn thì chỉ cần đứng trên đoạn đó và list trên đó là nó áp dụng cái đoạn, áp dụng định dạng heading 1 cho cái đoạn đó. Em định dạng ký tự hợp thoại phong chứa tất cả các lệnh định dạng ký tự, ngoài ra các lệnh thường dùng nằm trong nhóm phong của hợp thoại phong. Nút set as default nãy cô nói ở đầu bài, lưu các định dạng đã chọn làm mặc định và lưu trong tập tin này nè, normal chấm dot. Thì tập tin normal chấm dot này chứa tất cả các định dạng mặc định khi mình tạo tập tin mới hoặc khi mình khởi động Word tập tin mới đó, sẽ mang tất cả những định dạng mặc định ra. Đôi khi có một cái bài, có một cái văn bản nào đó mà mình cứ sửa định dạng hoài không được. Có học trò gửi cho cô cái tập tin Word, cô ơi sao sửa hoài không được, cô cũng mò sửa định dạng hoài không được. Thì trong những trường hợp đó nên xóa tập tin normal chấm dot này đi ha. Rồi khi mình khởi động Word lại thì nó tự tạo normal chấm dot nguyên thủy của Microsoft đưa cho mình hen. Lúc đó thì định dạng lại dễ dàng hơn. Cái này biết để lỡ mình rơi vào trường hợp đó, mình có thể xóa tập tin normal chấm dot. Biết là phần mềm Word có tập tin normal.m đó. Để xóa nó thì nhấn nút phải đóng Word lại nha. Đóng Word lại rồi nhấn lên nút Start hoặc mở menu Start trong hộp thoại Run hoặc hộp thoại Search tìm kiếm. Gõ dòng lệnh này nè. Ha, gõ dòng lệnh này bấm Enter, nó sẽ ra cái chỗ mà có normal.dot. Rồi coi cô làm đây. Để xóa normal.dot. Rồi ví dụ như cái tập tin này cô lưu đi ha, để cô chút nữa cô lấy lại cô làm. Cô đóng lại nè ha, đóng Word lại. Bây giờ cái Word của cô á, phông chữ mặc định là Times New Roman 18 phải không? Cô xóa phông, cô xóa tập tin normal chấm đốt. Gõ này nè của cô thì cô copy được, còn các bạn thì các bạn phải gõ hoặc là lên Google coi thử coi dòng chữ nào, dòng lệnh nào. Đóng Word lại rồi trong hộp thoại Search bát nó vô Ctrl V thì đây nó ra cái folder này nè, ra folder này, mở folder này ra, trong đây có tập tin normal chấm đốt. Mình xóa nó đi, delete nó đi không sao hết ha. Bây giờ đóng thư mục này lại, khởi động Word nó sẽ trở về định dạng mặc định, phông chữ mặc định của nguyên thủy của Microsoft là Calibri Body ha. Vậy thì biết là trong phần mềm Word có tập tin normal chấm đốt mà không biết là muốn xóa nó ở đâu thì lên Google tìm ha. Lên Google tìm biết. Nhưng mà trước khi cô nói này chắc là không biết normal chấm đốt là cái gì. Rồi định dạng ký tự thì đây nè, mẫu phông chữ, cỡ chữ, tăng cỡ chữ, giảm cỡ chữ, chuyển đổi kiểu từ chữ hoa sang chữ thường, cục gom xóa định dạng, hiệu ứng chữ, tô màu nền cho chữ. Cái này giống như highlight vậy đó. Rồi đậm, bê đậm, phím tắt, Ctrl B. Cái nào có phím tắt cô mở ngoặc nè ha. Tăng cỡ chữ, Ctrl Ctrl đóng ngoặc vuông á, này nhầm á. Giảm cỡ chữ, Ctrl mở ngoặc vuông. Nghiêng, Ctrl Y. Gạch gạch dưới, Ctrl U. Gạch bỏ chữ. Chỗ này gạch bỏ, chỉ số dưới, chỉ số trên, màu cho chữ. Rồi, click vào chỗ này để mở hộp thoại phông hoặc click chuột phải vào Word để mở hộp thoại phông. Đối với hệ điều hành Windows nó có con chuột thì cái nút chuột phải cũng rất là hữu ích. Bất kỳ chỗ nào mình click chuột phải cũng có cái menu,
Cái này gọi là shop cấp menu, thực đơn tắc. Và cái lệnh nào dùng được thì cái lệnh đó chữ màu đen, lệnh nào không dùng được chữ màu xám. Đó ha, thực đơn tắc cũng rất hữu ích. Vậy thì để mở hộp thoại phong, mình có thể click vào đây một cái, click chuột trái một cái, hoặc click chuột phải vào cửa sổ Word nó cũng mở hộp thoại, chọn phong nó cũng mở hộp thoại phong. Rồi ví dụ mở hộp thoại phong bấm ở đây ha, hoặc click chuột phải chọn phong cũng mở hộp thoại phong, làm sao cũng được hết. Hình như nó có phím tắt á, Ctrl D vậy nãy, Ctrl D cũng mở hộp thoại phong, làm sao cũng được, với điều kiện mà mình chưa dùng Ctrl D làm việc gì hết hen. Rồi hộp thoại phong thì hiệu ứng nè, try to gạch bỏ đường đơn, gạch bỏ đường đơn, đớ bô try to, cái này thường dùng cho nên trong nhóm phong có, cái này ít dùng cho nên đây mới có đớ bô try to. Subscript là chỉ số trên, ví dụ như lũy thừa số mũ thì mình dùng subscript, cái đó thường dùng cho nên trên nhóm phong nó có. Subscript là chỉ số dưới, chỉ số dưới đây ha, H2 SO4 số 2 số 4. Còn small cap đổi thành chữ hoa mà nhỏ, all cap đổi thành chữ hoa to, ẩn chữ. Rồi scale, mấy cái này ít dùng nè, tỷ lệ phóng to thu nhỏ. Spacing khoảng cách giữa các ký tự, normal khoảng cách bình thường, expand căng giãn, condense dồn nén. Còn position là vị trí so với dòng chuẩn, rise lệch cao hơn so với dòng chuẩn và chữ không thay đổi. Còn subscript thì nó đưa lên và nó thu nhỏ lại, còn position đưa lên đưa xuống thôi, không thu nhỏ ha ha. Position vị trí so với dòng chuẩn, lower lệch thấp hơn so với dòng chuẩn. Tổ hợp phím tăng kích thước chữ, Ctrl mở đóng hoặc vuông đó. Mấy này thì rồi bây giờ cái bài tập Word số 1 của cô. Rồi cái bài đầu tiên là định dạng ký tự. Để định dạng ký tự nào phải bôi đen ký tự đấy. Định dạng một ký tự cũng phải bôi đen ký tự đó, nhưng định dạng paragraph là khác. Nếu định dạng nhiều paragraph thì phải bôi đen nhiều paragraph đó, nhưng định dạng một paragraph thì chỉ cần đứng điểm chèn trên paragraph đó mà thôi ha, ha. Nó khác chỗ đó, và nhớ để sau này định dạng nâng cao trong Word. Bây giờ các hiệu ứng trên phong chữ, quét chọn định dạng ký tự là phải chọn, và nó là ngay chỗ nhóm phong và test effect hiệu ứng, chọn hiệu ứng ha. Rồi cái này cũng test effect rồi dưới này Word là cách nói ngắn gọn. Cô cho xem nguyên cái, rồi cứ coi định dạng giống cái mẫu là được. Ví dụ như đậm đây, mấy này quá dễ rồi hen nè, Ctrl B hoặc đậm tạo chữ đậm. Rồi đường gạch đơn ở giữa, ở trên đây nó có nè, có đường gạch đơn ở giữa, đường gạch đôi ở giữa, thì trên tab home nó không có, phải mở hộp thoại phong ra. Nó có double try to. Ok. Rồi tương tự gạch dưới nè, thì nó có underline là đường gạch dưới, cũng quét chọn để định dạng nè. Đường gạch dưới single thì
U nè, nó có nhiều kiểu đường gạch dưới, bấm vào đây hen, đường gạch dưới, đường đơn, gạch dưới, đường đôi, gạch dưới, đường đôi, rồi gạch dưới, đường chấm chấm, vân vân, ha, đủ thứ, gạch dưới, đường đôi. Work only, gạch dưới, từng từ, work là một từ, ha. Ví dụ như cô có những cái ký tự này nè, bây giờ cô muốn gạch dưới từng từ, nếu cô bấm đây nó gạch liên tục hết, cho nên gạch dưới từng từ ít dùng, cho nên trên đây không có, phải more underline ha, chấm chấm chấm, mở ra hộp thoại phông thôi. Và dưới này underline style nó sẽ có word only, gạch dưới từng từ thôi. Rồi gạch dưới từng từ chứ nó không gạch hết nè, các hiệu ứng word only chỉ gạch dưới từng từ. Rồi màu cho đường gạch dưới tap home u, màu cho đường gạch dưới, ví dụ gạch dưới màu đỏ, màu đỏ, gạch dưới màu đỏ ha. Rồi tỷ lệ scale, khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi nhờ character spacing. À, chỗ này scale 90%, 150%, 200%. Thì scale này 90% nè, nó đang là bình thường là 50, là 100% nè ha. Bây giờ mình chọn nó, mở hình thoại phông và mình chọn scale tab advanced scale 90%, thì nó thu nhỏ lại theo bề ngang, chiều cao không đổi. Scale 150% cũng mở hộp thoại phông và scale 150% giãn ra 150%, chiều cao không đổi. Scale tương tự scale 200%, tỷ lệ tăng tỷ lệ theo chiều ngang, chiều cao không đổi. Rồi khoảng cách giữa các ký tự spacing dạng normal bình thường, bây giờ spacing dạng expand, định dạng ký tự phải bôi đen ký tự nè ha, spacing dạng expand, khoảng cách spacing, khoảng cách giữa các ký tự, giả sử cô chọn dạng expand giãn rộng ra, giãn rộng cái bên đây mà càng lớn thì các ký tự nó sẽ rời rạc nha, đó giãn rộng ra ha, spacing dạng expand. Còn spacing dạng condense thu hẹp lại, khoảng cách giữa các ký tự gần nhau, spacing dạng condense. Rồi rồi đây khoảng cách các ký tự gần nhau đó. Rồi ngoài ra chain key giúp chuyển tự động cách thức viết qua chuỗi ký tự gồm, ví dụ như cô có cái câu này nè ha, bây giờ kết thúc câu là dấu chấm này ha, cô chọn nó trên tab home có chỗ đây viết qua đầu câu thôi ha, chữ cờ viết qua thôi, sentence case, sentence case, lower viết thường hết, upper viết qua hết, đổi thành chữ qua hết. Rồi capital line each word là sao, viết qua đầu mỗi từ nè, các cờ hiệu hờ ứng ư trên tờ, viết qua đầu từ. Rồi nó còn có toggle key, toggle key là giống như nút bật tắt, chữ nào đang thường sẽ thành qua, chữ nào đang qua sẽ thành thường. Bây giờ mà toggle key nữa thì nó sẽ viết qua đầu từ ha. Rồi ví dụ như bây giờ toggle key đổi tất cả thành chữ thường, toggle bật tắt đang thường thành qua, đang qua thì thành thường nha. Đó là cái nút lệnh kiểu đó. À, Shift F3 cũng được, nó là viết tắt.
thử. Được, được, cô thường ít nhớ những cái viết tắt ha. Nếu mà nhớ phím tắt nhiều á thì làm nó nhanh. Nó rất nhiều phím tắt. Rồi, tiếp. Ngoài ra, với chức năng này, chèn vào các ký tự đặc biệt. Cái này nãy nói rồi. Này nãy nói rồi thì những ký tự đặc biệt này nè. Những ký tự đặc biệt từ TM cho đến cái nút này là nút gì đây? Chuồng rô cơ bích, phải không? Nút bích này nào thì nó nằm trong phong symbol. Còn từ cái kéo đến cửa sổ đã nằm trong phong windin. Tự làm được không? Rồi, insert symbol. Mở hộp thoại, mở symbol ra. Phong chữ symbol. Chuồng cơ rô bích gì nè, TM nó cũng đâu đây nè, TM hen. Rồi, chuồng rô cơ bích. Rồi bây giờ phông chữ Winning thì nó có những cái ký tự đặc biệt phía sau á. Phông chữ Winning thì nó có cái kéo, rồi mắt kiến, rồi cuốn sách, rồi bao thơ, rồi mặt cười. Cười đâu, tìm cho cô mặt cười coi đâu. Đây, đây, rồi cửa sổ, tìm cho cô cửa sổ coi. À, này thường dùng gần đây nè, recently used symbol, thường dùng gần đây. Cửa sổ trên này thì đâu? Đây, cuối cùng. Đó, rồi, ha. Đó là những ký tự đặc biệt, đó là bài định dạng ký tự. Nhớ, định dạng một ký tự thì bôi đen một ký tự, định dạng hai ký tự thì bôi đen hai ký tự. Ha ha, bôi đen. Còn sao chép định dạng format Bente trong tab Home nhóm Clipboard có cái nút mà có cái cọ này nè. Cái nào mình định dạng rồi, cái mình để đó, mình để ngay chỗ mình đã định dạng rồi đó, hoặc mình quét chọn hoặc mình không quét chọn cũng được nữa. Bấm vào cái cọ thì con chuột mình sẽ đổi thành hình con chọt, thành hình cây cọ, mình quét chỗ nào nó mang định dạng đó, nó áp dụng cho chỗ đó, rất hữu ích nha. Rồi bây giờ đến định dạng đoạn, là định dạng paragraph. Định dạng paragraph nhắc lại, paragraph là đoạn văn bản kết thúc bằng phím enter. Ha, phải kết thúc bằng phím enter mới là một paragraph. Còn nếu mình shift enter thì chưa kết thúc paragraph đâu ha. Khi định dạng theo paragraph thì việc định dạng có tác dụng lên toàn bộ paragraph. Mỗi khi gõ phím enter xuống dòng, Word tự động chuyển sang một paragraph mới. Paragraph sau sẽ có định dạng giống paragraph trước đó. Định dạng đoạn thì chọn khối gồm các đoạn muốn định dạng nếu định dạng nhiều đoạn. Còn nếu định dạng một đoạn, chỉ cần để con nhái vào đoạn đó thôi. Nó khác định dạng ký tự. Định dạng ký tự, một ký tự vẫn phải bôi đen là chọn cái ký tự đó. Còn nếu định dạng một đoạn, chỉ cần đặt cái điểm chèn trên đoạn đó mà thôi. Nhớ cái vụ đó nha. Rồi, trong tab Home, nhóm paragraph chứa các lệnh định dạng đoạn thường dùng, hoặc là mở hộp thoại paragraph ra, hoặc dùng cây thước để định dạng đoạn. Mình có thể dùng ba chỗ như thế, tiện tay chỗ nào dùng chỗ đấy.
Rồi hộp thoại Behring Wrap. Hộp thoại Behring Wrap thì nó chứa hầu như những cái trên nhóm Behring Wrap cũng có ở đây ha. Rồi, chỗ này chọn kiểu canh lề, left là trái, right là phải, center là giữa, justify canh thẳng hai lề. Cái này thì cô nhớ phím tắt là Ctrl L, Ctrl R, Ctrl E, Ctrl Z ha. Rồi, indentation chỉnh lề cho đoạn, lề trái, lề phải. Chỗ này khoảng cách từ lề trái đến đoạn, khoảng cách từ lề phải đến đoạn. Bên đây special, đặc biệt. Có gì đặc biệt không? First line là dòng đầu tiên, chỉ dời lề trái của dòng đầu mỗi đoạn. Hand in, chỉ dời lề trái các dòng dưới mỗi đoạn. Nong là không có đặc biệt, không có thuộc ra hay thuộc vào dòng đầu mỗi đoạn. Rồi spacing, hồi nãy trong hợp thoại phong thì khoảng cách giữa các ký tự, còn bây giờ thì khoảng cách giữa các đoạn, khoảng cách giữa các đoạn với nhau. Before, xác định khoảng trống phía trên đoạn. After, xác định khoảng trống phía dưới đoạn. Và line spacing, khoảng cách dòng trong đoạn đó ha. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn đó. Rồi, có thể dùng cái thước ruler dùng để canh nội dung trang văn bản trên soạn thảo, ẩn hoặc hiện cái thước bằng lệnh view ruler, và có thể đổi đơn vị đo từ in sang cm hoặc ngược lại bằng lệnh này nè, file option advanced show measurement in unit of, chọn một trong các đơn vị đo, in 1 in bằng 2.54 cm, bằng 72 point, bằng 6 bicarb, 12 bt bằng 1 bicarb. Rồi ví dụ đây, cái thước view view ruler không có cái thước, tab view mình muốn xem coi nó có cái gì hiện ra hay không thì vô tab view ha. View ruler có cái thước, view ruler không có cái thước. View ruler đổi đơn vị đo từ cm sang in hoặc ngược lại, file option advanced đổi ra đơn vị đo cuộn xuống dưới này nè, nó có lệnh show measurement in unit of, từ in cô từ cm cô đổi sang in, còn các bạn muốn đổi sang cm thì ngược lại ha. Rồi bây giờ đơn vị đo cái thước của cô là in đó. Rồi dùng cây thước để định dạng đoạn thì chú ý phía bên trái của cây thước á, cái mũi tên nhỏ nhỏ này nè, cái tam giác nhỏ nhỏ này nè là first line indent, khi mình kéo cái đó chỉ đi dòng đầu tiên của đoạn là thôi hen. Còn cái tam giác nhỏ ở dưới này nè là hand in indent, khi mình kéo cái tam giác đó thì nó chỉ đi các dòng dưới của đoạn mà thôi. Còn nếu mình kéo cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ này nè, đây nó có hình chữ nhật đó là thấy không, nhật hay hình vuông gì đó, mình kéo nó đi tất cả các dòng của đoạn đó ha. Còn bên tay phải thì nó chỉ có một right indent thôi, còn bên đây nó có ba cái nha, tam giác ở trên first line indent, tam giác ở dưới hand in indent, hình chữ nhật left indent. Rồi ví dụ, ví dụ ở đây cô có hai Behring Wrap, hai Behring Wrap, Behring Wrap trên màu đen, Behring Wrap dưới màu đỏ. Nếu bây giờ cô định dạng một Behring Wrap thôi thì cô có cần bôi đen không? Không, đặt điểm chèn trên Behring Wrap đó thôi. Áp dụng định dạng Behring Wrap, áp dụng định dạng Behring Wrap đó ha. Rồi trên cây thước kéo, cô đang đứng trên đoạn màu đen nè, cô đang đứng chỗ chữ ngơ ngác mà thấy không, giờ cô kéo tam giác ở trên thì nó đi cái dòng đầu tiên thôi hen. Cô kéo tam giác ở dưới hand in, nó hiện lên chữ hand in á, đi các dòng dưới của đoạn ha. Cô kéo hình chữ nhật nho nhỏ thì nó đi tất cả các dòng của đoạn
tất cả các dòng của đoạn. Đó là cô đặt điểm chèn trên đoạn đó mà thôi. Nếu bây giờ cô quét bôi đen như thế này, không cần hết tất cả các ký tự của hai đoạn, khi nào định dạng ký tự nào phải bôi hết ký tự đó. Còn bây giờ định dạng hai đoạn, cô chỉ cần chọn như thế thôi cũng được. Và vậy thì bây giờ cô kéo tam giác ở trên, nó sẽ đi mấy dòng à? Đi mấy dòng? Hai dòng, phải không? Hai dòng của hai đoạn, hai dòng đầu của hai đoạn, đúng không? Cô định dạng cùng lúc hai đoạn mà ha. Cô kéo tam giác ở dưới thì nó đi mấy dòng nè? Đi mấy dòng? Sáu dòng. Sáu dòng dưới của hai đoạn. Cô chọn như thế này là cô định dạng cùng lúc hai đoạn ha. Cho nên nếu cô kéo tam giác ở dưới thì nó đi sáu dòng. Cô kéo hình chữ nhật thì nó đi tất cả các dòng của đoạn đó. Rồi bây giờ cô đứng trên cái đoạn màu đen, khoảng cách dòng nè, ở đây thường dùng cho nên có nè, khoảng cách dòng mặc định là 1.15, bây giờ 1.0 nhỏ hơn đúng không ha, 1.0. rồi như này khoảng cách dòng 2.0, đoạn màu đỏ khoảng cách dòng 2.0, không cần bôi đen đứng trên đoạn đó nếu định dạng một đoạn ha. Ha, nhớ cái đó để vô quận nâng cao, mình có bài tập quận nâng cao. Rồi mở hộp thoại paragraph nó cũng có nè, left inden tương đương với kéo hình chữ nhật. Ví dụ cô cho nó vô 2 in, ok, dời tất cả vô 2 in, tất cả các dòng của đoạn nó vô 2 in. Trên này có, ở đây cây thước cũng có ha. Rồi special hanging thuộc vô 0.5 in, các dòng dưới thuộc vô 0.5 in ha. Rồi xóa định dạng, xóa định dạng thì chắc là xóa định dạng ký tự thôi quá à, xóa định dạng hết luôn. Bây giờ kẻ khung tô nền thì có thể là kẻ khung tô nền cho văn bản hay là cho đoạn. Nếu kẻ khung tô nền cho một đoạn thì có cần bôi đen không? Không, đứng trên đoạn đó và kẻ khung thì nó biết là cô không chọn gì hết, tức là áp dụng cho định dạng đoạn. Còn nếu cô chọn ký tự thì coi chừng nó áp dụng cho định dạng ký tự ha ha. Rồi kẻ khung thì trong tab home chỗ này nè có kẻ khung bottom border, kẻ đường dưới, kẻ đường trên, top border, vân vân, kẻ đường. Nhưng mà khi mà chọn những cái này á thì nó áp dụng cái định dạng cái đường mới vừa rồi mình dùng. Muốn nhiều lựa chọn hơn, chọn cái cuối cùng chấm 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 để mở ra hộp thoại border and setting sẽ có nhiều lựa chọn hơn ha. Rồi click vào đây để mở hộp thoại nhiều lựa chọn hơn. Đây là hộp thoại border and setting, kẻ khung và tô nền. Trong tab border, kẻ khung cho text là văn bản hoặc paragraph là đoạn ha. À, tab bay border, tab bay border ở chính giữa nè, kẻ khung cho trang. Tab setting tô nền. Và chú ý trong những hộp thoại của Word, coi thử coi nó có chỗ apply to hay không. Apply to là áp dụng cho cái gì, áp dụng cho đoạn hay cho test hay cho đối tượng, cho gì đó, chú ý chỗ đó ha, ha. Test chỉ áp dụng cho các ký tự đang được chọn. Nếu mình không chọn cái test nào hết thì nó áp dụng cho paragraph đang được đứng trên đó ha. Rồi rớp kép là ký tự đầu đoạn, phải là ký tự in được mới được rớt xuống một số dòng. Muốn tạo rớp kép mà nó rớt xuống một ký tự thôi thì đặt điểm chèn ở vị trí bất kỳ trong đoạn, dùng menu insert, ribbon, rớp kép và chọn rớp kép action để mở hộp thoại rớp kép. Rồi hộp thoại rớp kép thì chỗ này là xóa rớp kép, non xóa rớp kép, chọn dạng rớp kép ở bên trong đoạn hoặc ở ngoài margin. Rồi dưới này phong chữ cho rớp kép,
số dòng muốn rớt, ví dụ rớt xuống 3 dòng thì đây số 3, rớt xuống 2 dòng thì đây số 2. Còn distance from test, khoảng cách từ rớt kép đến văn bản trong đoạn ha. Rồi ký hiệu tự động đầu đoạn, dễ rồi. Rồi cô ví dụ kế tiếp là định dạng paragraph nè, trình bày paragraph. Cái này là định dạng ký tự thì phải bôi đen ký tự và canh giữa nè nha, nghiêng nè nha. Rồi chèn vô cái gì? Chèn vô ký tự đặc biệt là insert symbol, symbol cuốn sách. Bên đây là cái gì đó? Bàn tay viết, symbol, bàn tay viết. Có không? Có, không có thì mở hộp thoại ra lấy. Với các lệnh trình bày của Word sẽ tạo ra được đa dạng alignment left, alignment left. Rồi, indentation với left là 0.5, right là 1.5, 1.5 in. Cô, nếu mà cô làm biến mở hộp thoại thì cô kéo right ra 1.5 in. Này là từ đây tới đây là 0.5 nè, vô tới đây là 1.5. Rồi, left là 0.5, kéo hình chữ nhật vô 0.5, xong cái đó. Rồi tiếp tục, nếu định dạng một đoạn thì không cần bôi đen đoạn đó. Với các lệnh trình bày của paragraph, alignment center, alignment center, indentation với left là 2, right là 0.5, before là 12. Vậy này mở hộp thoại ra là một loạt luôn. Alignment là center rồi nè, indentation với left là 2. Những cái chỗ này gõ số thôi, không gõ đơn vị đo. Rồi right là 0.5, chỗ này 0.5. Basin dùng before là 12 bt, chỗ này không nói là 0 bt, trên này tăng lên 6, tăng lên 12. Rồi ok, người ta không nói khoảng cách dòng thì rồi cái này là nó nằm trong cái này luôn rồi nha. Lớp mình bấm xóa cái phím enter đi. Có dùng shift enter đẩy xuống dòng, tức là chỗ này nè, chỗ có dùng shift enter đó, mình shift enter xuống dòng chỗ này, nó nằm trong cái đoạn đó luôn. Và tô nền cho đoạn, cho nó qua trang đi ha. Phím tắt của qua trang là control enter. Nếu tô nền cho đoạn thì đặt điểm chèn trên đoạn đó mà thôi. Đổ từng nước sơn màu nào là nó vô màu đấy. Muốn nhiều lựa chọn hơn thì more color ha. Rồi, muốn nhiều lựa chọn hơn nữa thì border and shading. Nè, shading đây có rất nhiều kiểu, rất nhiều kiểu. Rồi cô đổ từng nước sơn màu nâu, màu xám. Rồi với các lệnh trình bày paragraph, alignment right, alignment right, indentation với left là 1.5, kéo, cô đang đứng trên cái đoạn này nè, kéo left vô 1.5, right là 0.5, kéo right ra 0.5. Basin dùng before là 6 bt, mở hộp thoại ra, before 6 bt, dưới này trở về 0. Ok ha. Rồi kẻ đường ở trên và đường dưới và là đường chấm chấm thì top border nè, nhưng nó là nhớ cái đường mới vừa rồi, cho nên muốn nhiều lựa chọn hơn, mở hộp thoại ra. Rồi chọn đường, đường đôi và kẻ đường đôi, à đường chấm chấm, quên, đường chấm chấm, độ dày của đường chấm chấm cho dễ thấy, ở trên một cái, ở dưới một cái. Nếu apply to paragraph á thì mình có thể kẻ một đường, hai đường trong cái khung bốn đường đó, bốn cạnh đó thôi. Còn nếu apply to test thì phải kẻ đủ bốn cạnh ha. Nếu kẻ khung cho test phải kẻ đủ bốn cạnh, kẻ khung cho paragraph có thể kẻ 1, 2, 3, 4 nào cũng được. Ok, cô kẻ có hai cạnh nè
ha. Rồi với các lệnh trình bày, paragraph work sẽ tạo ra nhiều mẫu alignment justify canh điều hai bên. Indentation với left là 0.5, kéo left 0.5 ra. Right là 1, kéo right indent 1. Special first line là 0.5, kéo first line vô 0.5. Basin dùng before 6BT. Line basin dùng 1.5 line, mở hộp thoại ra. Paragraph basin, basin before là 6BT, after cho 0BT. Line basin khoảng cách dòng của đoạn là 1.5 line. Ok. Rồi cái cuối cùng, với các lệnh trình bày paragraph, alignment justify canh điều hai bên. Indentation với left là 1 in, kéo left 1 in vô. Right là 0, special 0.5, kéo special 0.5. First line, hanging, hanging 0.5, kéo hanging vô 0.5 ha. Nè, các dòng dưới thuộc vô 0.5. Spacing dùng before là 6BT. Khoảng cách before cũng có nè, nhưng mà nè, S hen, mà thường nó S này á là nó S 10BT nè, 12 nè. Cho nên cô sửa lại. Rồi, ok, đó. Đó là cái bài thực hành đầu tiên của paragraph. Bây giờ đến tủ sách từ phim. Thì chỗ này cô thấy là họ không nói là bao nhiêu, nhưng kéo left indent cái đoạn trên, rồi kéo right indent ra, canh điều hai bên ha. Còn tủ sách từ phim thì canh giữa. Rồi định dạng ký tự giống như vậy, chữ đậm tăng lên. Quên à, copy định dạng nè. Cô đứng ngay chỗ chữ phim, cô bấm cây cọ, con chuột thành hình cây cọ, cô quét tủ sách từ ha ha. Đó là copy định dạng. Rồi trong thập niên, tiến sĩ tâm lý mặc định các đoạn cách nhau bằng 10BT hay nhiêu nè. Vậy bây giờ mình muốn nó không có cách rời rời, các đoạn này cách rời nhau thì làm sao? Cô đứng trên cái đoạn đó thì cô sẽ xóa khoảng trống sau đoạn. Rồi cô chọn hết luôn, cô xóa khoảng trống sau đoạn nè, làm sao cũng được hết hen. Nếu thấy trên cái nhóm paragraph mà nó có dùng được thì dùng, còn không có thì phải tìm trong hộp thoại paragraph ha. Rồi bây giờ tiến sĩ tâm lý Sean Golden, chữ tờ là rớp kép. Rớp kép là ký tự đầu đoạn rớt xuống một số dòng. Cô đứng trên đoạn đó thôi, không cần bôi đen ký tự nào hết, nếu chỉ cần rớt xuống một ký tự. Insert rớp kép. Và nếu mà cô chọn đây thì mặc định nó rớt 3 dòng ở trong đoạn, rớt ngoài margin 3 dòng. Muốn nhiều lựa chọn hơn phải mở hộp thoại, chọn rớt trong đoạn và rớt xuống 2 dòng thôi. Ok. Và định dạng cho rớp kép luôn, top home, định dạng chữ outline. Chữ outline. Rồi xong. Bây giờ chữ lẽ nào cũng là rớp kép. Kéo, đầu tiên là kéo left indent vô. Lẽ nào hôn nhân. Rồi bây giờ cô cũng cho rớp kép rớt xuống. Insert rớp kép. Dạ nha. Lỡ mà rớp kép nó tắt. Nè, bây giờ rớp kép nó tắt là tại sao? Cô để trước chữ lẻ nè, cái cô bấm cái thanh ngang, cho nên trước chữ lẻ có một khoảng trắng. Mà khoảng trắng là cái gì? Ký tự không in được. Mà ký tự đầu đoạn không in được thì không rớp kép được. Cho nên nếu mình thấy chức năng rớp kép đã tắt thì mình biết là đầu đoạn này nó có một ký tự không in được. Đây, cái khoảng trắng này nè ha, xóa nó đi. Rồi bây giờ mới có rớp kép đây. Insert rớp kép. Và
rớp kép option, rớt xuống hai dòng thôi. Ok. Và bây giờ thì cô định dạng cho chữ lẻ. Chữ này, dạng này. Đó. Ha. Rồi bây giờ ấy. Ấy là khi chúng ta kéo left indent vô. Và cho rớp kép rớp xuống ba dòng. Insert, rớp kép rớt xuống ba dòng. Định dạng cho cái chữ ấy đó ớ chữ outline. Rồi bây giờ nếu mà cô kẻ đường như thế thì cô phải làm sao? Nếu bây giờ cô đổ thùng nước sên vô ha, thì bây giờ không đổ thùng nước sên mà cô phải mở cái gì, border and setting. Và setting thay vì trên này là đổ thùng nước sên nè, cô chọn button thì nó có cái đường gạch ngang á. Ok ha, đó rồi, hết rồi. Rồi bài thơ Lưu Trọng Lư, Lưu Trọng Lư kẻ khung nè, kẻ khung nè, canh giữa kẻ khung. Nếu kẻ khung cho paragraph thì không cần bôi đen nha. Kẻ khung cho paragraph không cần bôi đen, đứng đó kẻ border thôi, kẻ outside border. Nhưng mà cái này nó ít lựa chọn quá, mở hộp thoại ra border and setting, chọn đường, độ dày cho đường, màu cho đường, ví dụ màu này ha. Rồi đây cho nó đẹp đó. Rồi kéo left indent vô, kéo right indent ra đó. Rồi phong trào thơ mới, mấy cái này nè cô thấy nó không có cách xa nhau cho nên chọn hết nè. Chọn hết xong rồi cô bỏ khoảng trống sau đoạn, remove space after paragraph. Bài này cho qua trang sau đi, control enter ha. Rồi phong trào thơ mới, cái này là rớp kép rớt xuống hai dòng. Insert, rớp kép rồi rớt xuống hai dòng. Ok, chữ outline. Thơ Lưu Trọng Lư, những cái mà định dạng ký tự nè lớp mình tự làm in nghiêng. Em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, hai câu thơ này nè, hai câu thơ chữ màu đỏ. Mình coi thử coi nó là mấy đoạn, nó hai đoạn nè. Vậy thì để định dạng cùng lúc hai đoạn, cô phải bôi đen hai đoạn đó he. Còn nếu nó là một đoạn thì cô chỉ cần đứng trên đoạn đó mà thôi. Nhưng cô mở ra câu coi nè, một enter, hai enter, nó là hai đoạn cho nên phải bôi đen. Rồi bây giờ kéo left indent ra, kéo kẻ border bên trái, border bên phải, và muốn nó ra chỗ đó thì kéo right indent ra đó. Ha. Rồi hoặc tiếng đập của trái tim, kéo first line vô một chút. Ồ, đôi khi mình kéo nó đi không được nha, đôi khi kéo đi không được thì phải vô đâu, hộp thoại paragraph bezel first line. Ấy nói vậy quật mệt hơn đó ha, không phải lỗi tại cô. Rồi rồi bây giờ rồi ngày lại ngày, mấy câu thơ màu xanh này nè. Coi thử coi nó mấy đoạn, nó là ba đoạn mới làm được như vậy. Thì cô chọn cùng lúc ba đoạn, bôi đen hết cũng được, hoặc chọn như thế này, hoặc chọn như thế này cũng là định dạng cùng lúc ba đoạn. Đổ, nếu mà bây giờ cô đổ thùng nước sơn vô
thì do cô có chọn ký tự nè, cho nên nó sẽ, ví dụ cô đổ vùng nước sơn màu, à nó cho ba đoạn á ha. Rồi nhưng mà nếu bây giờ này nha, cô chọn sắc màu phai thôi, cô đổ thùng nước sơn thì nó tô nền. Rồi cái này cũng phải lỗi tại cô. Rồi đổ thùng nước sơn thì nó chỉ tô nền cho test mà thôi ha, chú ý. Còn hồi nãy cô chọn luôn phím enter á là cho nó luôn ba đoạn á. Rồi bây giờ mở hộp thoại border and setting ra cho nó dễ. Border and setting chỗ này kẻ chọn đường, kẻ đường trái phải thôi, đường trên đường dưới bỏ. Setting tô nền, rồi ví dụ cô tô nền màu cam. Apply to bearer graph, nhớ áp dụng bearer graph chứ không có test. Ok. Rồi bây giờ đứng trên cái dòng đầu tiên, kéo left indent đi vô, kéo right indent đi ra. Đứng trên dòng thứ hai, kéo left indent vô, kéo right indent ra. Đứng trên cái dòng thứ ba, kéo left indent, kéo right indent. Rồi phải chăng đứng trên đoạn này, kéo left indent vô, kéo right indent ra, cách điều hai bên, và kẻ và tô nền bằng cái dấu gạch chéo. Mở hộp thoại ra, border and setting, setting tô nền bằng button, chọn đường gạch chéo. Có đường gạch chéo không? Đường gạch chéo đâu? Rồi đâu rồi? Sao máy cô? Đường gạch chéo nè. Rồi vậy là nãy giờ cái thu băng bỏ hết rồi. Đường gạch chéo, màu cho đường gạch chéo màu xám xám thôi. Ok ha. Rồi hoài thanh đứng ra đây, kéo left indent, kéo right indent. Rồi điều cuối cùng, đứng đây, kéo left indent, kéo right indent ra xíu, kéo hanging indent, hanging. Rồi hai câu thơ này canh giữa hết. À, cho câu thơ này cắt ở trên trước nè, add space before. Rồi cái này thì sao? Vitamin và khoáng chất. Ở trên này thì canh giữa cho chữ màu đỏ. Chữ màu đỏ. Rồi vitamin khoáng chất là gì? Thì kẻ border thùng nước sơn màu vàng, kẻ đường trên và đường dưới top bottom, bottom top. Copy định dạng, bấm cây cọ. Nếu cô bấm cây cọ một lần thì cô chỉ bát định dạng được một lần thôi. Mã này cô thấy cô copy nhiều lần, cho nên nhấp đôi cây cọ. Rồi bây giờ cô bát chỗ nào là nó mang ra chỗ đó. Một cái, hai cái, ba cái, ha. Rồi hết rồi, bấm lại cây cọ lần nữa hoặc bấm phím escape. Cái này là bullet, ký tự tự động đầu đoạn. Nếu đây không có sẵn, ở đây có sẵn không?
Nếu đây có sẵn thì dùng, còn không có sẵn thì define new bullet và chọn symbol trong phong windin hoặc symbol nó tìm những cái ký tự mình cần thiết ha. Rồi ở đây có sẵn, cô chọn tương tự hai cái này, ký tự tự động đầu đoạn, tự động đầu đoạn, một số vitamin và khoáng chất, chỗ này thì ký tự bàn tay, bàn tay đây. Rồi chỗ này bàn tay chỉ, rồi chia cột, khỏe re canh giữa và kẻ thùng nước sơn màu vàng, kẻ border outside, thuyền và biển, thùng nước sơn màu xanh, kẻ border outside luôn. Nếu muốn chọn đường khác thì mở hộp thoại ra, border setting, chọn đường đôi. Rồi ok, canh giữa. Ở trên này chia ba cột, quét chọn văn bản muốn chia cột, rồi bay layout column. Nếu bây giờ ở đây chia thì sẽ không có đường chia ở giữa, cho nên mở hộp thoại ra, more column 3 chỗ này ok. Rồi tương tự những cái chỗ này, những ngày không gặp nhau cô xóa khoảng trống sao đoạn hen. Bấm enter cho túi kính nó xuống dưới một chiếc. Rồi cái này chia hai cột, có đường chia ở giữa, bay layout column, more column hai cột, có line between ok. Bên đây cho nó canh phải, bên đây canh trái, thuyền và biển. Rồi bây giờ túi kính hộp đựng đâu, cô hộp đựng đâu, cái này cho nó xuống dưới. Cái này thì cô cho khoảng trống, bỏ khoảng trống sau đoạn. Rồi cô chia hai cột, có đường chia ở giữa, bay layout column, more column hai cột, có line between ok. Rồi túi kính canh giữa, đổ thùng nước sơn màu hồng vô, more color màu hồng, kẻ border outside, copy định dạng đứng đây nè, bấm vào đây, bỏ qua đây ha. Hai cái này bullet, bullet đường gạch ở Scotland. Rồi hai cái này bullet đường gạch, được trả lương có bao nhiêu, cô xóa khoảng trống sao đoạn hết nó nè, remove khoảng trống sao đoạn. Rồi bây giờ cô chia, trước khi chia cột mà cái dưới này nè nó trơn rồi đó, cho nên cô nên bấm enter cho nó có những cái dòng trống ở dưới chứ không thôi là rắc rối nha. Rồi khi chọn chia cột không chọn những dòng trống ở dưới, chia hai cột, bay layout column, more column hai cột, có line between. Rồi được trả lương, cái này thì bullet, chọn bullet, ký tự tự động đầu đoạn. Cái bên đây mặt khóc. Rồi cái này
Cái này thì kẻ copy định dạng đi. Đến đây. Bỏ vào đây một cái, vào đây một cái. Đổ thùng nước sơn màu xanh vô. Đổ thùng nước sơn màu xanh vô. Thế bây giờ làm sao mang cái này qua? Thì cô có thể thay đổi cái độ rộng cột này nè. Mở column, more column, bỏ equal column width đi. Cái này độ rộng cột là 3 inch, 0.5. Cô cho nó chừng 2 chấm, chỗ này là 2.7. Ok, thì có bao nhiêu nó chạy qua. Mà vậy thì phải bỏ chỗ này nha. Mới đầu nó equal column width, độ rộng các cột bằng nhau, bỏ đi. Thì thay đổi độ rộng cột về trước nó nhỏ hơn, cột sau nó to hơn thì nó đẩy cái này qua ha, ha.